Sáng nay 14 tháng 9, Ban dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Chư Quyên tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi tại buôn Ekhit và Ekhit A, xã Eperhốc, huyện Chư Quyên. Dự chương trình có đồng chí Hờ Kim Hoa Buôn Giá, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy. Để tạo không khí ấm áp, phấn khởi, vui tươi cho các em thiếu nhi dịp Tết Trung thu, cùng với việc chuẩn bị các phần quà, tại chương trình các em còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian và trả lời câu hỏi đố vui với những phần thưởng hấp dẫn, làm cho Tết Trung thu của các em trở nên nhộn nhịp, vui tươi. Em cảm thấy rất là vui, được tổ chức các trò chơi, được tặng quà, rồi mà các cô chú quan tâm đến các em trẻ buôn Ekhit này, em cảm ơn ạ. Dịp này, ban tổ chức đã tặng gần 1.000 suất quà gồm bánh kẹo và lồng đèn cho các em thiếu nhi tại hai buôn Ekhit và Ekhit A. Tôi mong muốn là có năm sau cũng như là lớn hơn là sự quan tâm của dân văn tỉnh ủy sẽ hỗ trợ thêm rồi động viên tất cả trẻ em tại thôn buôn đi học. Đây là một cái hoạt động hướng về dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo và trẻ em vùng sâu vùng xa, cũng như là một số cái buôn mà chưa lâu nay chưa được hỗ trợ cái sự quan tâm. Thì hôm nay thì ban nhân vận cũng tổ chức các cùng với công an huyện Chư Quyên thì tổ chức một cái hoạt động trung thu cho hai buôn, là một cái việc là một trong những hoạt động ý nghĩa. Những trò chơi vui nhộn, những phần quà ý nghĩa không chỉ giúp các em thiếu nhi dân tộc thiểu số của buôn Ekhit và Ekhit A, xã Eperhốc, huyện Chư Quyên có một mùa trung thu vui tươi, ấm áp, mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.